Đức Phật dạy 16 thứ tánh người. 1. Người muốn tu giải thoát thì phải hiểu thật rõ 16 thứ của tánh người. Từ chỗ hiểu thật rõ đó mới biết tu như thế nào được giải thoát, tu như thế nào còn bị luân hồi. Căn bản 16 thứ của tánh người như sau. 1. Là thọ. Bộ phận thọ này là nhận khổ, vui, buồn, thương, giận, ghét, vân vân. 2. Là tưởng. Bộ phận tưởng này là tưởng tượng ra đủ thứ trên đời. Chính cái tưởng này con người tưởng tượng ra để lường gạt người ngu dại, còn người ngu dại thì bị sai lầm. 3. Là hành. Bộ phận hành này có 2 phần. Hành mà thanh tịnh là hành của điện từ quang. Hành này có 3 phần. Dẫn 4 phần trong Phật tánh đi xa hoặc thu gần. Dẫn 1 phần rất nhỏ của kim thân một vị Phật, phân thân, hóa thân hay ứng thân đến trong tam giới nào đó trong vũ trụ này. Nơi nào có loài người sinh sống mà người đó muốn giải thoát thì vị Phật trong bể tánh mới giúp. Còn người không muốn giải thoát, vị Phật không giúp. Vì sao vậy? Vì người này thích luân hồi thì vị Phật trong Phật giới làm sao giúp họ được. Giống như ở thế giới này, bọn trẻ thích nô đùa, có vị nào bảo nó nghỉ, nó sẽ mắng vị này ngay. Để chứng minh phần này, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng và ông Xá Lợi Phất đừng dụng công tưởng nghi tìm nữa, Đức Phật bị ông Xá Lợi Phất và những người có mặt mắng Đức Phật liền. 4. Là thức. Bộ phận thức này là biết, nhưng biết thanh tịnh là Phật tánh biết. Còn biết mà trồng thêm cái ham muốn nữa, tức dính mắc, là cái biết của tánh người. 5. Là tài. Cũng vì có thân tứ đại nên phải tìm đủ mọi cách kiếm cho nhiều tiền của để cung phụng cho thân tứ đại này, nên sinh ra tham tài. 6. Là sắc. Cũng vì muốn cho thân tứ đại này thụ hưởng sắc đẹp của thân và vật chất nên tìm kiếm, sinh ra tham sắc. 7. Là danh. Cũng vì muốn cho thân tứ đại này và vọng tánh của mình được hơn hẳn những người chung quanh nên phải làm sao cho có danh tiếng hơn người. Khi có danh tiếng rồi, nếu bị người khác đả phá hay cướp lấy, không thể nào chịu nổi. Do đó, phải bám lấy danh cho được. 8. Là thực. Cũng vì muốn cho thân tứ đại này đầy đủ, sợ nó gầy, xấu đi, nên bày đủ thứ để ăn uống cho thân tứ đại khỏe mạnh, bền lâu. Nên tìm đủ thứ các món ăn, dù tốn kém bao nhiêu cũng được. Do đó, phải tìm thực cho thật ngon. 9. Là thủy. Sợ thân tứ đại bị xấu đi nên tìm cách ngủ nghỉ cho êm ấm, nên phải tìm chỗ cao sang để thủy. 10. Là tham. Cũng chỉ vì mang thân tứ đại nên phải tham để cung phụng cho thân tứ đại của mình. 11. Là sân. Cũng chỉ vì thân tứ đại, ai nói nặng hay đụng đến thân mình là phải sân. 12. Là si. Cũng chỉ vì thân tứ đại, nếu cái nó muốn mà không được thì nói phải si. 13. Là mạn. Cũng chỉ vì thân tứ đại cộng với vọng thức của con người, nếu ai làm trái ý, nó bộc lộ cái ngã mạn ra. 14. Là nghi. Để bảo vệ thân tứ đại và vật chất mình có nên không tin ai. Vì chỗ không tin ai nên người này nghi ngờ người kia. Cũng vì chỗ nghi ngờ này mà thù hằn với nhau. 15. Là ác. Cũng vì sợ tổn hại đến thân tứ đại này nên bày ra đủ thứ hại người, hại vật nên sinh ra ác. 16. Là kiến. Cũng chỉ vì thân tứ đại và vọng tánh nên sinh ra cái mình nhận định là đúng. Nếu ai bác bỏ, liền bảo thủ cho kiến thức mình là hay hơn nên sinh ra kiến. Trên đây là 16 căn bản trong thế giới này. 16 căn bản trong thế giới này
nên sinh ra tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau. Vì vậy, khi loài người nói riêng, còn vạn vật nói chung, khi bị lực hút của vật chất rồi, bắt buộc phải tuân theo quy luật của nó, không ai có thể nào cưỡng lại được. Loài người bị 16 thứ nói trên đã không an rồi, còn bị những người tự xưng mình là ông này, bà kia nữa, để lường gạt những người ngu khờ, dại dột. Thật đã bị khổ, lại trồng thêm cái khổ nữa. Cái khổ của người sống nơi thế giới này phải chịu quá mức. Vì thấy loài người bị mê muội như nói ở trên, nên Thái tử Tất Đạt Đa tìm nhiều phương cách để giúp cho mọi người thoát ra các cái vòng khổ não này. Đáng lẽ ra, những vị là môn đồ của Ngài phải đem lời dạy chân thật của Ngài ra để chỉ dạy cho những người chung quanh biết mà tránh. Trái lại, còn bày đặt thêm, tô điểm thêm để hù dọa người khác. Những người không biết gì lại bị những người khôn lanh lường gạt, thật là khổ không biết mấy lớp nữa. Phần nhiều, con người muốn tìm đến các chùa là để mong tìm những vị thầy dạy đường giải thoát, nhưng không chùa nào dạy, mà chỉ thấy những ông thầy nói chuyện trong sinh tử luân hồi thôi. Thật là tội nghiệp cho những người này quá. Ngày xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đã tìm ra được công thức giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, nên Thái tử mới tìm phương cách thành lập ra giáo đoàn để dạy công thức giải thoát này. Ngài gọi là đạo giác ngộ, tức đạo hiểu biết, sau này gọi là đạo Phật. Trong suốt 49 năm, Thái tử Tất Đạt Đa nói về các nguyên lý trên để giúp cho mọi người biết đường trở về nguồn cội của mỗi người. Ban đầu, Ngài nói 16 nguyên lý trên để cho mọi người biết, nhưng không ai chịu nghe. Do đó, Ngài bày ra nhiều phương pháp tu để thỏa mãn cái ham muốn của tánh người. Khi các môn đồ của Ngài tu hành thành tựu tất cả sự ham muốn rồi, nhưng cũng còn lần quần trong tam giới này, đến khi lớn tuổi, Ngài mới dạy tu pháp môn thanh tịnh thiền để đưa các môn đồ của Ngài trở về bể tánh thanh tịnh, tức nơi chư Phật sống, là nguồn cội của mỗi người. Đến đây đã hoàn thành ước nguyện của Ngài. Vì vậy, ai muốn giác ngộ, giải thoát, cứ làm theo lời của Ngài dạy. Còn ai thích luân hồi trong tam giới, hoặc làm tôi tớ cho người khác, cứ tự nhiên làm theo sự ham muốn của mình. Chứ Đức Phật không giúp cho ai được. Phần giác ngộ và giải thoát này, tự mình thực hành thì mới giải thoát được, chứ không có ai giúp cho mình được. Trong Hải Triều Âm, Đức Phật có dạy, dù có vạn Đức Phật, đến với thế giới này cũng không cứu được. Ai đó nói cứu dùm là kẻ đại lường gạt. Vì sao Đức Phật không giúp được? Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Loài người giống như con cóc vậy. Có ai bắt cóc bỏ đĩa mà nó chịu ở yên trong đĩa không? Nó thích nhảy ra ngoài. Loài người cũng như vậy đó. Vì chỗ này, Đức Phật thấy ai cầu xin Ngài giúp giác ngộ giải thoát, Đức Phật lắc đầu. Đức Phật còn không giúp cho ai được thì thử hỏi, trên trái đất này có ai hơn Đức Phật mà mình đi cầu khẩn họ? Thật tội nghiệp cho người thức khuya dậy sớm cầu xin người khác vậy. Trên đây là những gì mà Thái tử Tất Đạt Đa biết chính xác và hiểu thật rõ ràng, nên gọi năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn cùng tu trước giúp Ngài để thành lập ra đạo giác ngộ để phổ biến sự hiểu biết của Ngài. Khi năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu đồng ý giúp Ngài, đầu tiên Ngài dạy các vị này về công thức bụi trần. Chín vị này hiểu nên cùng với Đức Phật thành lập ra giáo đoàn đạo giải thoát, phổ biến ra giúp cho ai muốn giải thoát. Nhưng vì loài người ai cũng thích vật chất và danh hơn là giải thoát. Vì vậy, Đức Phật mới bày ra dạy năm pháp môn tu có chứng và đắc
để tập trung đông người lại, xem coi trong số đông này có ai muốn giải thoát không. Nên khởi đầu, Đức Phật dạy tu thiền quán tưởng, là quán và tưởng vật nhỏ ra lớn hoặc trùm khắp. Ngài dạy pháp môn tu này đến 15 năm và gọi pháp môn này là ban đầu, tức nguyên thủy, cũng gọi là tiểu thừa. Tại sao gọi là tiểu thừa? Vì pháp môn tu này, người tu phải dụng công thì mới thành tựu được. Nhưng thành tựu trong phòng nhỏ, pháp môn tu theo nguyên thủy này, nhiều người tu được thành công rồi, Ngài đem ra giải thích cho những ai còn thắc mắc. Ngài gọi những lý luận này là trung đạo. Các đệ tử của Ngài gọi là trung thừa. Phần trung đạo này, Thái tử Tất Đạt Đa dạy suốt 15 năm. 15 năm kế tiếp nữa, Thái tử Tất Đạt Đa dạy ngồi thiền dụng công tu, nghi, tìm hoặc kiếm để tìm ra sự thật trong vật chất từ nhỏ như vi trần, còn lớn là hành tinh. Sau này, các vị thầy chế ra tu thiền quán thoại đầu, tức đề ra trước đầu câu để quán như: trước khi cha mẹ ta chưa sinh ra ta, ta là ai? Tại sao ta có mặt trên trái đất này? Trái đất này từ đâu mà có? Ai điều hành trái đất, vạn vật hay thế giới này? Trong vũ trụ này, ai là chủ thể? Tại sao có người khôn, người dại? Tại sao có người giàu, kẻ nghèo? Tại sao nhiều người thích nói dối để lừa gạt người ngu khờ? Tại sao loài người thích làm nô lệ cho người khác? Tại sao loài người lại thích đủ chuyện trên đời này? Vân vân và vân vân. Nói tóm lại, pháp môn tu thiền nghi tìm hay kiếm này, nếu người tu muốn tìm hiểu hết, dù chúng ta có chết đi sống lại hàng tỷ, tỷ lần cũng không tìm hết những thứ có ở trên trái đất này, chưa đừng nói chi trong một tam giới. Thái tử Tất Đạt Đa dạy pháp môn tu thiền nghi tìm hay kiếm này triệt để áp dụng trong 15 năm. Ngài gọi pháp môn tu này là Đại Thừa. Vì sao gọi là Đại Thừa? Vì pháp môn nghi tìm hay kiếm này quá ư là mênh mông, không thể nào nghi tìm hay kiếm hết được, nên Thái tử Tất Đạt Đa gọi là pháp môn tu Đại Thừa, mà các thầy gọi là chuyên trở lớn, tức chuyên trở được tất cả những gì mà loài người cần biết. Sau này quý thầy gọi là phát triển, có nghĩa là có tầm cao hơn các pháp môn tu trước. Tổng cộng Ngài dạy 3 pháp môn tu, tiểu, trung và đại thừa, chiếm hết 45 năm. Ngài chỉ còn sống ở thế giới này có 4 năm nữa, nên 4 năm sau cùng, Ngài đem pháp môn tu thanh tịnh thiền mà Ngài đã biết rõ được 3 cái minh và 6 cái thông suốt. Nên trong chuyên môn của những vị tu gọi là tam minh lục thông. Tam minh tức là 3 cái sáng, lục thông là 6 cái thông suốt. Cũng nhờ 3 cái sáng và 6 cái thông suốt này, Ngài giải thích được 4 cái thắc mắc mà Ngài muốn biết. Nhờ pháp môn thanh tịnh thiền này mà Ngài biết chính xác về con người và vạn vật từ đâu có mặt nơi thế giới này. Đến thế giới này để chịu quy luật sinh, già, bệnh, chết. Ở thế giới này lại hơn thua, tranh giành, chém giết với nhau. Chết rồi sẽ đi về đâu? 4 nguyên lý trên Ngài đã biết hết sức rõ ràng và tường tận, nên suốt 49 năm Ngài đi nói cho những ai cần biết. Nhưng vì loài người bị 3 cái bệnh: 1. Run sợ trước thiên nhiên mênh mông bao la, cho là huyền bí. 2. Loài người thích đi tìm những hiện tượng lạ. 3. Thích đi làm tôi tớ hay làm nô lệ cho người khác. Do đó, nhiều người biết yếu điểm này, nên họ sử dụng tánh người, tưởng tượng ra đúng với những sự ham muốn của người chung quanh.
nên họ bày ra đủ chuyện trên đời để lừa gạt những người ham muốn này. Ngoài bốn thắc mắc trên, Ngài biết thật rõ các nguyên lý sinh ra vũ trụ và vạn vật trên trái đất này là nói nhỏ, còn nói chung là có tam giới, còn nói lớn lao là có càn khôn vũ trụ. Mục đích chính của Ngài, dạy cho loài người vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của thế giới vật lý âm dương này, để được trở về sống với nguồn gốc chân thật của chính loài người, mà Thái tử Tất Đạt Đa gọi là bể tánh thanh tịnh, tức nơi sinh sống của mười phương chư Phật. Sau đây, chúng tôi xin nêu vài ý chính mà Thái tử Tất Đạt Đa nói về sinh hóa ra vạn vật. Nói về sinh ra hành tinh, trong càn khôn vũ trụ này, căn bản có 6 thứ chính như sau. 1. Đất, chỉ cho tất cả các chất cứng có hình tướng. 2. Nước, chỉ cho chất lỏng, ướt, có hình tướng. 3. Gió, chỉ cho chất khí, không hình tướng, chỉ cảm nhận qua sự mát. 4. Lửa, chỉ cho chất nóng và cháy, khi hội tụ mới có hình tướng, như cháy có hình tướng, còn nóng thì không có hình tướng. 5. Điện, chỉ cho chất sáng, giật, chuyển động. 6. Phật tánh, Thái tử Tất Đạt Đa giải thích như sau. Phật trùm khắp, mênh mông, nếu đem so sánh có hình tướng theo vật lý trần gian này, thì Phật giống như là cái biển không có nước vậy. Tánh, cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện tử quang để bao bọc cái ý lại. Trong cái ý này có 4 thứ. 1. Thấy, 2. Nghe, 3. Pháp, 4. Biết. Đây là sự sống của tánh Phật, của muôn loài nơi thế giới này, cũng như trong mỗi tam giới và của chư Phật. Ngoài 6 thứ nói trên, phải hiểu thật rõ như sau. 1. Điện tử quang có công dụng làm vỏ bọc bao cái ý, làm sự sống chư Phật, đưa, thấy, nghe, nói và biết đi xa và thu gần, làm sự sống cho muôn loài. Định hình một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, định hình một kim thân Phật. 2. Điện tử âm dương có công dụng làm vỏ bọc của tánh người và muôn vật, duy trì và bảo quản từ vật nhỏ nhất là điện tử, nguyên tử, còn lớn lao là hành tinh, lớn nữa là tam giới, tiểu thiên, trung thiên, đại thiên thế giới và càn khôn vũ trụ. Đức Phật dạy Phật tánh hết sức là khoa học và thực tế như vậy, mà chúng ta không chịu tìm hiểu để sống với Phật tánh chân thật của chính mình, mà lại sử dụng cái tưởng của tánh người để ngày đêm sáng tối đi cầu khẩn người khác xin cho mình giải thoát, mà quên đi mình có ông chủ. Ông chủ của mình muốn giải thoát, tự mình làm được, mà mình không chịu làm, cứ đi cầu khẩn người này, lại lục người kia. Người khôn lanh biết yếu điểm này nên bịa những điều sau đây để dụ 4 loại người. Loại 1, người thích cầu khẩn và lại người khác. Loại 2, người thích làm con người khác. Loại 3, người thích làm người dưới trướng người khác. Loại 4, người thích làm tôi tớ cho người khác. Chính 4 nguyên nhân này mà người có đầu óc khôn lanh một chút, họ bịa ra như sau. Nghe lời họ, họ cho phước. Không nghe lời họ, họ cho xuống địa ngục ở. Những lời nói trên cột cứng hầu hết những người thời của Đức Phật. Vì vậy, pháp môn giải thoát này, Đức Phật không dạy chỗ đông người. Đức Phật chứng minh khi Đức Phật tuyên dạy pháp môn giải thoát này, ở hội của Đức Phật có trên 7.000 người, bỏ đi trên 5.000 người, chỉ còn lại có 1.250 người. Tất cả số người có mặt cho Đức Phật bị ma ám. Vì vậy, Đức Phật có dạy các đời sau, không đem pháp môn giải thoát này nói nơi công cộng,
Đức Phật dạy, loài người có hai loại người. Một, người khôn thích lường gạt người khác để lấy tiền. Hai, người khờ có ba thứ: thích nghe người khôn hứa ảo, thích phục tùng người khác. Mình khờ không nhận mình là người khờ mà lại cho mình là đúng, rồi dụ nhiều người khác cùng khờ với mình. Các phần nói trên, loài người bị dính cứng vào đó, không người nào phá bỏ được. Vì vậy, pháp môn giải thoát này, vị nào đem ra chỗ đông người dạy thì chắc chắn bị mất mạng bởi người khôn và dại nói trên. 5. Niệm chú để tạo ra sự linh thiêng cho người khác kính nể, hay trị bệnh đau nhức cho người khác được mấy ngày. Pháp môn này được gọi là mật chú. 5 pháp môn này các ông tập trung bao nhiêu người cũng được, càng nhiều càng tốt. Vì sao càng nhiều càng tốt? Vì càng nhiều thì các ông càng được lợi lớn. Vì chỗ cực kỳ nguy hiểm và khó đó, nên Như Lai có dạy, vào các đời sau, pháp môn thanh tịnh thiền giải thoát này không được phép nói chỗ đông người. Như Lai huyền ký cho các ông biết, pháp môn thanh tịnh thiền này ở hai thời kỳ thượng và trung pháp không có bao nhiêu người chấp nhận, mà phải đợi đến đời mạt thượng pháp trở đi thì mới có nhiều người chấp nhận và thực hành theo pháp môn thanh tịnh thiền này. Vì sao vậy? Vì đến đời này, trí khôn loài người văn minh đã lên cao, họ mới chấp nhận pháp môn thanh tịnh thiền này rất khoa học, nên họ tu tập rất nhiều, không còn tên thần, thánh, ma quỷ nữa. Cũng từ thời kỳ mạt thượng pháp trở đi, loài người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền nhiều quá, nên người đứng ra tổ chức tu, cầu, xin, lạy lục, họ bị mất quyền lợi, nên họ nổi giận lên, tìm cách triệt phá pháp môn thiền thanh tịnh này cho được. Vì lẽ đó, Như Lai có huyền ký cho người may mắn nắm được mạch nguồn thiền thanh tịnh phải tuân thủ nghiêm ngặt ba điều của Như Lai dạy như sau. 1. Không nói chỗ đông người. 2. Giúp cho 5 hay 7 người biết rồi lẩn tránh. 3. Nhờ người phổ biến bằng văn viết để pháp môn thanh tịnh thiền này len lỏi vào được mọi tầng lớp người. Nếu người nắm được mạch nguồn thiền thanh tịnh mà không tuân thủ ba điều quy định nói trên của Như Lai dạy thì mạng sống của mình xem như bỏ đi vậy. Như Lai dạy cho các ông rõ, trước đây Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này không ai thèm nghe, họ bỏ đi gần hết, còn một số ít người ở lại nghe cho Như Lai bị ma ám. Vì Như Lai muốn tìm trong số đông người này xem coi có ai muốn giải thoát không, nên Như Lai phải dạy tu 5 pháp môn dụng công có kết quả trong vật lý như: 1. Quán tưởng cầu mong. Như Lai dạy đầu tiên nên được gọi là nguyên thủy, vì thành tựu trong phòng nhỏ nên gọi là tiểu thừa, các thầy đem về phương Nam dạy gọi là Nam truyền. 2. Lý luận, pháp môn này gọi là trung thừa. 3. Nghi tìm hay kiếm, công dụng của vật chất cũng như cấu tạo của vật chất từ nhỏ nhất là vi trần, còn lớn lao như là hành tinh, khắp trong càn khôn vũ trụ nên gọi là đại thừa. 4. Niệm Phật, để nhìn thấy hình bóng ảo của những vị Phật rất trang nghiêm và thanh tịnh, để nhờ những vị Phật này dạy pháp môn giải thoát nên gọi là tịnh độ. Vì sao gọi là tịnh độ? Vì loài người đang sống nơi thế giới ồn ào, nên Như Lai muốn đưa độ những người này đến thế giới thanh tịnh sinh sống. 5. Niệm chú để tạo ra sự linh thiêng cho người khác kính nể, hay trị bệnh đau nhức cho người khác được mấy ngày. Pháp môn này được gọi là mật chú. 5 pháp môn này các ông tập trung bao nhiêu người cũng được, càng nhiều càng tốt. Vì sao càng nhiều càng tốt? Vì càng nhiều thì các ông càng được lợi lớn.
Đức Phật dạy tu thanh tịnh thiền và vượt hải triều dương. Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, nhiều vị nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy, cũng có nhiều người chưa nhận ra. Do đó, ông Ananda đầy đủ lễ nghi có trình thưa hỏi với Đức Phật như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai dạy phần nhiều là ẩn dụ. Do đó, phần đông chúng con có người nhận ra yếu chỉ sâu màu của Như Lai dạy, cũng có rất nhiều người không nhận ra. Con là người gần gũi Thế Tôn, cũng là người nhớ sai nhất, nên con được hầu hết những người có mặt hôm nay yêu cầu con trình thưa hỏi Đức Thế Tôn về pháp môn tu thanh tịnh thiền. Trước, để những người chưa nhận ra ý sâu màu của Đức Thế Tôn dạy, họ biết được. Sau, con ghi chép lại, lưu truyền cho hậu thế biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật khen ông Ananda và đại chúng. Này đại chúng và ông Ananda, các ông thưa hỏi rất đúng lúc. Đây là câu hỏi then chốt để những người tu theo đạo thiền thanh tịnh của Như Lai dạy mà muốn tìm đường về nguồn cội của chính mình. Nếu các ông không hỏi thì Như Lai không nói. Vì sao Như Lai không nói? Vì pháp môn tu thanh tịnh thiền này là tối thượng, tối tôn, tối mật. Nếu các ông không hỏi thì Như Lai không nói. Vì sao vậy? Vì pháp môn này không thể nói bừa bãi được. Suốt mấy năm sau cùng, Như Lai dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không ai hỏi việc tu thanh tịnh thiền này cả, mà đến nghe Như Lai nói rồi ra về, hoặc có hỏi là hỏi những câu còn nằm trong luân hồi của vật lý, chứ không có ai hỏi chỗ sâu màu của đạo lý để vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả luân hồi của thế giới vật lý âm dương này. Tất cả những người đến nghe Như Lai nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ chán mà bỏ đi rất đông, không ở lại nghe. Vì vậy, Như Lai nói ra pháp môn tối thượng, tối tôn, tối mật này phải có người thỉnh và cầu xin thì Như Lai mới nói. Hôm nay duyên lớn, phước lớn của ông bà có mặt ở đây cũng là phước lớn cho hậu thế nhiều đời sau nữa. Nên ông Ananda thay mặt ông bà hỏi Như Lai pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Như Lai sẽ dạy và huyền ký cho các ông bà biết. Đức Phật hỏi ông Anan và đại chúng: Vậy mục đích của ông bà muốn tu thanh tịnh thiền để làm gì? Ông Ananda và đại chúng đều trả lời: Dạ, chúng con tu thanh tịnh thiền là muốn giải thoát. Đức Phật lại hỏi: Các ông bà có dám tu thanh tịnh thiền không? Vì sao Như Lai hỏi ông bà như vậy? Vì người tu pháp môn thanh tịnh thiền này là phải vô trụ với vật chất. Nếu các ông bà vô trụ được thì Như Lai sẽ dạy, còn không vô trụ được thì Như Lai không dạy. Tất cả những người có mặt, ai ai cũng đồng thanh nói: Dạ, chúng con vô trụ được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật nghe đại chúng khẩn xin dạy pháp môn thanh tịnh thiền, nên Đức Phật dạy: Các ông bà muốn tu thanh tịnh thiền thì trước hết phải rõ thông bốn điều như sau. Một, mục đích tu thanh tịnh thiền là để được cái gì? Hai, phải hiểu nơi mình muốn đến là ở đâu? Ba, tánh Phật của mình cấu tạo ra sao? Bốn, tánh người của mình có sao phải tướng? Bốn căn bản nói trên, ông bà nào biết đưa tay lên? Liền khi đó, ông tỳ kheo Lành An Huy đưa tay lên nói là ông biết. Đức Phật liền bảo ông: Nếu ông biết, hãy ra trước Như Lai trình cho Như Lai và đại chúng nghe coi có đúng không. Ông tỳ kheo Lãnh An Huy liền ra trước Đức Phật, quỳ gối
chắp tay thưa trình cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin trình với Đức Thế Tôn 4 câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã hỏi chúng con. Câu 1. Mục đích của chúng con tu thanh tịnh thiền là mong được giác ngộ và giải thoát. Câu 2. Nơi mà chúng con muốn đến là bể tánh thanh tịnh, tức nơi mười phương chư Phật sống. Câu 3. Tánh Phật là tự nhiên có 4 thứ: thấy, nghe, nói và biết. Câu 4. Tánh người của chúng con có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Tánh người của chúng con có 16 thứ nói trên. Đã vậy, bên ngoài tánh người của chúng con lại còn có thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác do điện tử âm dương bao phủ nữa, nên chúng con không biết được đường về trở về nguồn cội của chính chúng con. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con công thức vượt ra ngoài sinh tử luân hồi nơi thế giới này. Chúng con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Ông nói xong, liền lạy Đức Phật. Đức Phật dạy ông Lành An Huy và đại chúng: Này tỳ kheo Lành An Huy và đại chúng, 4 câu hỏi của Như Lai hỏi, ông Lành An Huy đã trả lời cho Như Lai rất chính xác. Đức Phật liền nhìn qua hết đại chúng, rồi nhìn sang ông Duy Ma Cật, nói tiếp như sau: Căn bản, ông tỳ kheo Lành An Huy đã nói rồi. Vậy ở đây, có người nào biết công thức tu thanh tịnh thiền không? Đức Phật đợi một hồi lâu mà không ai đưa tay lên, nên Đức Phật nói với ông Duy Ma Cật: Này ông Duy Ma Cật, hôm nay có ông ở đây, vậy ông hãy nói công thức tu thanh tịnh thiền để thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, để cho mọi người biết mà tu tập. Vâng lời Đức Phật, ông Duy Ma Cật liền đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con là hàng cư sĩ, theo khuôn phép con không được phép đứng trước các vị là tỳ kheo và đại chúng nói công thức tu pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát. Nhưng Đức Thế Tôn dạy con nói, nên con xin trình bày pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát để quý vị nghe. Ông Duy Ma Cật nói, người muốn tu thanh tịnh thiền và biết công thức giải thoát thì phải hiểu căn bản như sau. Trong tánh Phật có cái ý và 4 thứ: thấy, nghe, nói và biết. Tất cả đều là thanh tịnh, do điện tử quang bao bọc thành một khối rất nhỏ. Khối này gọi là Phật tánh. Phật tánh này nhìn vào thế giới loài người thấy lạ, nên tìm đường vào xem thử. Khi di chuyển vòng quanh thế giới loài người, thấy có cách cửa, Phật tánh vừa đến trước cửa này, bất ngờ Phật tánh bị hút vào và bị rơi vào thế giới loài người. Cửa này gọi là cửa hại chiều âm, có 2 nhiệm vụ: chuyên hút Phật tánh từ bể tánh thanh tịnh Phật tánh vào thế giới loài người, chuyên hút các trung ấm thân bị luân hồi trong các cõi trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi trong lục đạo luân hồi. Khi Phật tánh bị hút vào thế giới loài người, cứ quanh quẩn nơi thế giới này, sau cùng gặp một đôi nam nữ đang giao hợp, Phật tánh mới đến gần nhìn. Bất ngờ bị sức hút điện tử âm dương của đôi nam nữ này hút Phật tánh vào đường túi đen và đưa vào tử cung của người nữ ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó, Phật tánh bị dính vào thai nhi. Khi thai nhi được sinh ra thành một đứa trẻ, dần dần được thành là một con người, Phật tánh bị dính vào da thịt của con người. Con người có cái tánh gọi là tánh người. Tánh người có cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện tử âm dương
bao bọc toàn thân của con người lại. Tánh của con người có đến 16 thứ mà ông tỳ kheo lành An Huy đã trình bày. Thế giới loài người là trung tâm vận hành luân hồi, có hai cửa như sau. Cửa hải triều âm, nhiệm vụ như tôi đã trình bày ở trên. Cửa hải triều dương chỉ có một nhiệm vụ là đẩy Phật tánh thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Trên đây là hai cửa của trung tâm vận hành nhân quả luân hồi nơi thế giới này. Ở đây, vị nào muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải hiểu rõ bốn phần như sau. Phần 1, phải biết và thực hiện 3 phần: thanh tịnh, sống lặng, hằng chi. Tôi giải thích 3 phần này. Thanh tịnh, tức không suy nghĩ, có công dụng như sau. Khi suy nghĩ thì chông gai của suy nghĩ nhô lên, nên dòng quét của điện tử âm dương kéo cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đi đến chỗ mình suy nghĩ. Đây là nguyên nhân bị luân hồi. Nếu tập tâm được hằng thanh tịnh thì dòng luân hồi không có gì để nó quét đi, nên không bị luân hồi. Dỗng lặng tức tập cho thân và tâm được ở trạng thái không trọng lượng, nên sức hút của điện tử âm dương không hút được. Nhờ vậy, thân tâm được lần lần trôi từ từ vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Khi thân tâm vào đúng trục trung tâm vận hành nhân quả luân hồi rồi thì không bị dòng quét của điện tử âm dương nữa. Ai tập được như vậy thì thân tâm của mình tự nhiên như không có. Vì sao có trạng thái này? Vì khi thân tâm được vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi rồi, nó ở trong tình trạng không bị hút của vật lý âm dương, nên thân tâm tự nhiên nghe như không trọng lượng. Vị nào tu tập đến phần thứ hai này gọi là đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Hằng chi, khi tu tập thành tựu hai phần nói trên mà tâm lúc nào cũng hằng chi. Nhờ cái hằng chi này mới biết được bốn phần. Một, biết Phật tánh của mình không dính với vọng tưởng của tánh người. Hai, biết thân tâm mình không bị sức hút của điện tử âm dương. Ba, biết mình đang ở trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Bốn, mình nhìn thấy được cửa hải triều dương là cửa trở về Phật giới. Người tu thanh tịnh thiền đạt được bốn phần nói trên chỉ mới được tự tại thôi, chưa giải thoát thì hoàn toàn chưa được. Vì sao vậy? Vì còn thiếu phương tiện để thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Phương tiện ấy là gì? Là công đức đó. Nói như người thế gian này thì công đức giống như vàng hay tiền vậy. Ví dụ, mình chuẩn bị hết các phần để đi đâu đó, nhưng vì còn thiếu tiền nên không đi được. Vì vậy, người muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải có công đức ít hay nhiều. Ông Duy Ma Cật nói về tạo ra công đức và công dụng của nó. Phần 2, vị nào muốn tạo ra công đức thì phải biết bốn việc như sau. 1. Giúp cho người khác biết được pháp môn thanh tịnh thiền này, mà người đó phải thực hiện được thành công thì mình mới có công đức. 2. Số công đức mà mình đã tạo ra, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. 3. Công đức là loại cực dương và rất nặng. 4. Tánh Phật của mỗi người hiện đang bị vỏ bọc tánh người giam giữ ở trong đó. Vì tánh người, nó là cực âm và liên tục co bóp theo chu kỳ của điện tử âm dương. Nghe và biết rõ nhất là co bóp tim của quả tim. Quả tim co bóp là có hai nhiệm vụ: cho máu tuần hoàn khắp châu thân để nuôi sống thân tứ đại này, để cho 16 thứ trong tánh người luôn hoạt động. Nhờ 16 thứ của tánh người liên tục hoạt động nên mới sinh ra
tám muôn bốn ngàn cái bong bóng ảo giác, để cho tánh Phật không còn thấy, nghe, nói và biết thanh tịnh nữa. Nhờ cái ảo giác này mà con người sử dụng cái tưởng mới có hiệu quả, như tưởng ông này bà kia làm ra vũ trụ, loài người và vạn vật, tưởng cầu lạy ai đó họ đổ phước vào đầu mình, tưởng cầu xin ai đó họ đem mình đến nơi nào đó để hưởng sung sướng, tưởng dụng công ngồi thiền cho thật niêm mật sẽ được giác ngộ và giải thoát. Cũng vì cái tưởng này mà nó dẫn Phật tánh đi khắp trong sáu nẻo luân hồi không ngày cùng. Cũng vì cái tưởng này mà người khôn lanh bịa ra không biết bao nhiêu chuyện để lừa những người ngu khờ dại dột, để họ ngồi trong mát mà hưởng bát vàng. Phần 3. Mục đích của người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền là không dính với cái tưởng của tánh người. Đồng nghĩa, tánh người có tưởng tượng ra bao nhiêu kệ nó, mình đừng chạy theo cái tưởng là đủ. Ông Duy Ma Cật nhận rõ cái tưởng này. Cái tưởng là của tánh người, tưởng tượng muôn điều không dính là an. Theo tưởng là phải gian nan, không theo vọng tưởng về sang quê mình. Phần 4. Tánh Phật được tự do thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đây là công thức tuyệt mật mà từ trước đến nay chưa dạy chỗ đông người. Hôm nay, duyên lành của quý ông bà nhờ ông Ananda hỏi, nên Đức Thế Tôn mới bảo tôi nói chỗ tuyệt mật này. Ông Duy Ma Cật chắp tay nhìn Đức Phật và trình nói: Kính bạch Đức Thế Tôn, phần nói căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền con đã trình bày xong, kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con. Còn về phần vượt cửa hải Triều Dương để về Phật giới, con không dám trình bày. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy cho đại chúng và ông Ananda biết. Kính xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Đức Phật có lời khen ông Duy Ma Cật và dạy như sau: Này ông Duy Ma Cật, Như Lai có lời khen ông và xác nhận ông đã trình bày thật rõ ràng, rành mạch về pháp môn thanh tịnh thiền này. Phần vượt cửa hải Triều Dương để trở về bể tánh thanh tịnh, Như Lai sẽ dạy phần này. Đức Phật dạy: Người đã tạo ra được công đức thật nhiều hoặc vô lượng rồi mà thực hành đúng pháp môn thanh tịnh thiền, khi người đó hết tuổi thọ, tự mình đến cửa hải Triều Dương. Vừa đến, cửa này tự động mở ra và đẩy vỏ bọc tánh Phật và khối công đức của người này vào bể tánh thanh tịnh. Khi vỏ bọc tánh Phật và khối công đức vừa qua cửa hải Triều Dương, ánh sáng điện tử quang chiếu vào vỏ bọc tánh Phật và khối công đức. Tức khắc, khối công đức liền định hình là một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, khối công đức ấy hình thành ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, tức khắc một vị Phật được sinh ra. Một vị Phật được sinh ra, việc làm của vị Phật có năm nơi tùy theo số công đức của vị Phật ấy, như: Một, vị Phật có công đức vô lượng thì được phân thân đến bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 2. Vị Phật có công đức thật nhiều thì được phân thân đến một vùng tam thiên đại thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 3. Vị Phật có công đức vừa thì được phân thân đến một vùng trung thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 4. Vị Phật có công đức nhỏ thì phân thân đến một vùng tiểu thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 5. Vị Phật có công đức thật ít chỉ được phân thân đến thế giới mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Đức Phật dạy thêm: Vị Phật có công đức thật ít, tự mình
không vượt cửa hại triều dương được, thì trong bể tánh thanh tịnh có vị Phật đến cửa hại triều dương trợ giúp người này vượt qua cửa hại triều dương. Đức Phật dạy đến đây hỏi đại chúng: vậy trong đại chúng có người nào chưa hiểu pháp môn thanh tịnh thiền hay thắc mắc điều gì, cứ đứng lên hỏi, Như Lai sẽ giải đáp cho. Đức Phật vừa dứt lời, có rất nhiều người đưa tay lên xin hỏi.